không thua kém Harry, chứng thành ăn không ngớt miệng giữa nơi đông đúc nhìn mà hoảng. Hiếm có cặp đôi nào của showbiz Việt có trình độ tập trung chuyên môn ăn uống cao độ như Harry và Trấn Thành. Gần đây, hình ảnh bà xã Trấn Thành hồn nhiên ăn uống khi đi dự tiệc được chia sẻ rộng rãi. Câu chuyện sẽ không trở thành tâm điểm nếu như Harry Won không tham dự sự kiện thời trang, vốn ăn mặc lồng lộn và ngồi chung bàn với hai người đẹp khác, mà cô lại trót để lộ bản tính ham ăn. Khá nhiều ý kiến chỉ trích Harry Won, cho rằng cô nên nhã nhặn hơn dù đồ ăn có ngon đến mấy. Cơn bão của vợ vừa tan thì ngay lập tức đoạn clip Trấn Thành ăn liên tiếp trong trường quay phát tán. Cụ thể, nam danh hài ăn ngấu nghiến, hết miếng này là tới miếng khác với sự tập trung cao độ. Ngay lập tức, rất nhiều người lại đổ dồn sự quan tâm về Trấn Thành. Đa số ý kiến nhận xét anh rất dễ thương, vô tư ăn uống. Trên thực tế, hành động anh tranh thủ trước giờ quay để đảm bảo sức khỏe như vậy ai cũng ủng hộ. Trước khi kết hôn, Trấn Thành và Harry cũng đã là một cặp bài trùng về ăn uống. Khi về chung nhà, hai người thường xuyên livestream những khoảnh khắc đi ăn sau giờ làm việc. Cách ăn vô tư ngon miệng của cặp vợ chồng nổi tiếng được nhiều fan hâm mộ thích thú. Trấn Thành và Harry Won bị bắt gặp đi ăn với nhau thời gian chưa công bố chuyện hẹn hò. Kết hôn xong làm hẳn kênh YouTube về địa điểm ăn ngon. Những bức ảnh dắt nhau đi ăn đều quay cho fan xem. Trấn Thành từng thẳng thắn tố vợ mình: "Tôi nhẹ nhàng dùng bữa trong khi Harry cắm đầu lo ăn." Tuy nhiên, khi lên sóng trực tiếp, Trấn Thành Harry Won đều vô tình để lộ thói xấu ham ăn như nhau. Dù vậy, vì là người của công chúng nên cặp vợ chồng này cũng rất biết giữ hình tượng đẹp đến khán giả. Harry Won từng chia sẻ chính ông xã là người cho cô lời khuyên ăn uống hợp lý để lấy lại vóc dáng mảnh mai xinh đẹp.